Chỉ còn một ít phút nữa thôi là Min và cả Su Minh sẽ lên sân khấu để trình diễn ca khúc Khúc Giao Mùa. Và hiện tại thì Min đang cảm thấy rất là run vì cả Min lẫn Su Minh đều là những thánh quên lời. Su Minh thuộc lời rồi. Bài này thì hát nhiều nên là không có gì khó nhớ lời lắm. Thế nên là lên đó mà tự dưng quên mất vài ba câu thì thực sự rất là ngượng. Hy vọng là sẽ không gặp phải trường hợp đấy. Cố lên nào Su Minh. Thật ra thì bây giờ đang là rất là nôn nao và rất là hồi hộp vì nãy giờ vừa test qua thì mình có quên lời một số chỗ. Không biết mình có hay quên lời không nhỉ? Đây, Thành quên lời đây. Quên lời cũng ở đây. Thực ra thì cần đến đây là có thể là đây là cái mùa đầu tiên mà Su Minh được hát nhạc Tết trong một cái chương trình rất là lớn như này, và Su Minh rất là vui khi năm nay lại được kết hợp với cả chị Min nữa, nên là hy vọng là cái bài Tết năm nay sẽ được mọi người nghe thật là nhiều trong mùa Tết năm nay. Xin mời Min. Đây là lần đầu tiên mà Subin và cũng như là Min tham gia chương trình Gala Nhạc Việt, và cũng là lần đầu tiên cả hai hợp tác với nhau luôn. Thì không biết là cảm giác của mình bây giờ như thế nào? Bây giờ thì cảm thấy rất là vui vì mà được nhận lời mời từ Gala Nhạc Việt và hát chung với Subin, đấy là một cái điều mà đã làm Min rất là thích thú trong thời gian vừa qua. Không. Vậy còn Subin thì sao? Thực ra thì trước đây Subin chưa bao giờ hát nhạc xuân bao giờ cả, và chưa có một cái sản phẩm âm nhạc xuân nào. Thì rất là may mắn là năm nay có cơ hội được kết hợp với cả chị Min, có một cái bài hát về mùa xuân thì nó rất là ý nghĩa và hàng năm sẽ đem ra nghe lại. Đúng rồi. Ít nhất là mình cũng có một cái khúc nhạc xuân để hàng năm còn nghe lại chứ. Bây giờ thì mình nói một chút xíu về chủ đề của Gala Nhạc Việt lần này, đó là về nhà đón Tết. Được biết thì Min sẽ có một cái thời gian mà mình du học. Thì không biết cái cảm giác của mình như thế nào, mình có mong về nhà ăn Tết không? Cảm giác rất là nhớ nhà và đặc biệt là muốn về nhà để được mọi người lì xì cho nữa chứ. Khi mà du học bên đó thì bọn mình hơi thiếu thốn một tí, ví dụ như đồ ăn Tết thì thường sẽ phải tự nấu hoặc là mua rất là đắt đỏ. Vậy còn là Subin? Subin đã vào Sài Gòn được 2 năm rồi, cứ đến khoảng thời gian từ 27 cho đến mùng 5 Tết là Subin hoàn toàn là dành cho gia đình. Cảm ơn Subin và cảm ơn Min. Nhân dịp năm mới đến, Min xin được chúc đến các khán giả sẽ có một Tết thực sự là may mắn này, rồi luôn mạnh khỏe này và luôn gặp những cái điều đáng yêu nhất trong cuộc sống của mọi người. Và nhân đây cũng xin gửi người chúc đến các kiều bào đang ở nước Đức, nơi mà mình đã sinh sống và học tập một thời gian rất là dài. Enjoy and good this noise here. Và Subin thì chúc mọi người có một năm mới là phát tài, được sức khỏe, được phát lộc nữa. Điều tuyệt vời nhất đó chính là mọi người có được nhiều sự yêu thương từ những người xung quanh mình. Đó là một cái điều mà có lẽ là sẽ là hạnh phúc nhất. Happy New Year! Happy New Year!